Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng từ ngày gửi đầu tiên. Công an xác định, ngay từ ngày đầu bé trai PTD được gửi đến, do cháu quấy khóc nên hai bảo mẫu An và Lành đã thực hiện hành vi bạo hành. Tối mùng 7 tháng 3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1992 và Nguyễn Thị An, sinh năm 1993, đều trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. Ngày 1 tháng 3, Công an huyện Thường Tín nhận tin báo cháu PTD, sinh năm 2021, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, đi học mẫu giáo bị ngã, chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Công an huyện Thường Tín đã xác minh, xác định cháu D được gửi tại cơ sở trông giữ trẻ của Lành và An trên địa bàn nên triệu tập hai đối tượng này. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng hơn một tuần, cháu D được gia đình gửi đến cơ sở trông giữ trẻ. Ngay từ ngày đầu gửi đến, cháu bé quấy khóc nên Lành và An đã thực hiện hành vi bạo hành. Ngày 23 tháng 2, hai đối tượng đưa các cháu vào một phòng để hướng dẫn chơi, nhưng cháu D vẫn ngồi khóc. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, do cháu D tiếp tục khóc và chạy ra ngoài cửa lớp đứng, Lành và An đã thực hiện hành vi bạo hành đối với cháu. Khi gia đình tới đón cháu D, hai đối tượng báo cháu tự ngã. Trong các ngày 24 đến ngày 26 tháng 2, cháu D được gia đình đưa đến cơ sở giao cho An trông giữ. Đến 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2, cháu D khóc thì bị An đánh bất tỉnh, sau đó An gọi gia đình đến cùng đưa cháu đi cấp cứu. Đến 19 giờ ngày 2 tháng 3, cháu D tử vong.